Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây bát bảo tiên để mọi người cùng ngắm hoa của cái cây này. Một trong những cây tam bảo sắc với cái khẩu bông rất là to. Khẩu bông to và sai bông to. Nó là một trong những cái cây cũng rất là nổi tiếng về cái độ to của nó. Nhưng còn thực ra thì nó cũng chỉ là một cái cây nó là nguồn gốc là cái cây tam bảo sắc anh chị nhé. Cái này thì ba cần hoa, cái cần giữa này là dài nhất. Cái cần dài nhất này nó dài khoảng 50 đến 55 cm. Đấy. Đấy có nghĩa là từ thân nó ra anh chị ạ. Từ thân nó ra khoảng tầm độ 50 đến 55 cm. Cái này khẩu bông rất là to, sai bông to. Đấy thì mọi người chắc là cũng nhiều người biết về cái cây này rồi. Thì thực ra thì cái cây bát bảo tiên này thì nó cũng có từ rất lâu. Nhưng mà nó cũng là một trong những cái cây tam bảo sắc rất là đẹp và nổi tiếng. Bởi cái cần hoa to và dài và sai bông cũng rất là lớn, khẩu bông to, tay hoa nó ngang, tay hoa như ngang như này, thì trong cái dòng dáng hương ấy, thì cây như này gọi là thăng hoa, đấy, tay hoa rất là ngang, rất là đẹp. Còn những cái cây tam sắc bình thường ấy thì nó chỉ là tay hoa nó hơi rủ, anh chị ạ, đấy là tam sắc bình thường. Còn như tam sắc những cái cây hoa đẹp ấy, hoặc là những cái cây mà như cái bát đầu tiên này thì nó bông hoa rất là tròn và tay hoa nó rất là ngang, tay hoa ngang. Khi mình nhìn thẳng vào cái bông hoa nó mình cũng thể nhìn trực diện được bông, rất là đẹp. Khi mình nhìn hơi từ trên xuống thì nó vẫn rất là đẹp, hoặc từ dưới lên một chút thì nó cũng vẫn rất là đẹp. Bởi vì nó thăng hoa như này thì chúng ta nhìn ngắm nó dễ. Chúng ta chỉ cần treo gọi là tương đối bằng với mặt là chúng bằng với cái điểm chúng ta ngắm là chúng ta có thể ngắm được. Một cái bông rất là đẹp. Cái này được cái là nó có cái thân lá đẹp nữa. Nên là cũng được rất là nhiều người yêu thích. Mặc dù giá của nó khá là cao so với tam bảo sắc, các dòng tam bảo sắc. Cái này thì bán là người ta tính theo lá anh chị ạ. Cái này thì em giới thiệu một chút về cái thân lá của cái cây bát bảo tiên này anh chị ạ. Cái bát bảo tiên này thì thân lá của nó đây. Lá của nó như thế này thì người ta hay gọi là lá xếp anh chị ạ. Lá xếp. Đấy. Cái thân của nó thì là nó vẫn hơi có chấm tím anh chị ạ. Hơi có chấm tím đây. Mọi người nhìn này. Hơi có chấm tím. Thân của nó là hơi chấm tím anh chị ạ. Hơi chấm tím. Nhưng mà khi mà nó già thân mà cái đoạn già đoạn ấy hơn ấy thì nó đây. Nó khá là xanh sạch. Khá xanh sạch. Cái này thì đầu rễ của nó là đầu rễ tím anh chị ạ. Nó không như những cái cây tầm sắc trắng. Khi mà anh chị mua những cái cây tầm sắc trắng, tầm sắc vàng, năm cây trắng hoặc là một số những cây đột biến thì là cái riêng cái đầu rễ này của nó luôn luôn là màu xanh. Nó chiếm đến 90% đến 95% là đầu rễ là màu xanh hết. Bởi vì những cây đột biến nó có nghĩa là những cái đột biến thân lá xanh sạch và đầu rễ nó xanh. Đấy là nói riêng về cái dòng dáng hương. Nó cũng như là đai châu, quế, cáo. Cáo thì nó khó hơn. Cáo thì nó không như này. Cáo thì anh chị xem như video của em vào năm nay sau nhá. Còn đây thì là cái cây tam sắc. Thì tam sắc thì nó là xem nhau. Tất cả những cây hoa trắng tím của nó thì đều là rễ là màu tím. Đây như cái cây này thì nuôi bộ rễ rất là dài, nuôi trong cái chậu nhựa đen. Đấy, rất là dài và cũng rất là đẹp. Đấy, bộ rễ của nó rất là đẹp. Bộ rễ của nó thì xem nhau anh chị ạ, nó như nhau thôi, không có gì đặc trưng. Nhưng riêng cái cây tam bảo sắc cây bát bảo tiên này thì lá của nó khá là to, lá của nó khoảng từ 4 đến 5 cm anh chị nhá. Đây xem khoảng 4 đến 5 cm. Cổ của nó thì cái cổ lá của nó hay đi chéo này. Đây mọi người nhìn đi, từ cái chỗ cổ thân lá này nó đi ra đây này, hay đi chéo này. Còn cái nào xoay ngang này không đúng anh chị nhá. Cái nào phải chéo chéo như này này, nó gọi là mình hay gọi là lá xếp á, nó hơi chéo chéo này. Cái phần từ thân nó đây này, thân này ra đây này, nó chéo chéo này. Nhưng mà ví dụ như cái cây trắng mà em quay lần trước ấy, thì là nó ra cái này nó ngang luôn, nó là dạng lá to nhưng không phải cái dạng lá như này thì người ta hay gọi là lá xếp các anh chị, dạng lá xếp rất là đẹp. Thì nó đẻ con thì nó cũng xem nhau thôi anh chị. Tam bảo sắc hay bát bảo tiên thì nó cũng khá là dễ nhận diện. Như cây bát bảo tiên này thì nó là một cây có thì cũng lâu rồi. Và mọi người nhìn là mọi người tương đối có thể nhận ra được với cái bộ lá xếp của nó. Cổ nó manh, cổ nó bè ngang, manh. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cái phần hoa. Hoa của nó hiện tại đang nở khoảng tháng 5. Nhưng cây này nó cũng có thể nở khoảng tháng 4 anh chị nhá. Tháng 3, tháng 4 là nó cũng có thể nở rồi. Bởi vì nhiều khi là cây là nó cũng phụ thuộc vào cái thời tiết ấy. Đấy, thời tiết có những năm thì nó sẽ nở sớm, có năm thì nó nở muộn. Như đây như cây bát đầu tiên này thì nó đang nở tháng 5. Thì với cả nó phụ thuộc vào cái điều kiện nhà mình trồng ấy, có nhà trồng nhiều nắng, nhà trồng ít nắng anh chị ạ. Cái cây bát đầu tiên này hoa nó là màu trắng tím.
và nó có một cái size bông rất là lớn. Size bông, khẩu bông to. Đây này, anh chị nhìn khẩu bông, cái khẩu bông của nó rất là to đây này. Rất là to. Đấy. Và nó tay của nó tay hoa nó ngang. Thăng hoa. Tay hoa nó ngang. Tay hoa nó ngang. Đây anh chị nhìn những cái nụ thế này. Tay hoa rất là ngang. Những cái cây tay hoa ngang như thế này được đánh giá rất là cao. Tay hoa thăng hoa rất là đẹp. Còn những cái cây mà tay nó bị rủ ấy, tay đây nó rủ như cái tay bông cuối cùng này. Anh chị nhìn này. Nó cứ gọi là cắm đầu đất. Đây này. Đấy. Thế này nếu như bông nào cũng rủ như này thì có nghĩa là anh chị phải đứng, chưa có khi phải đứng trên treo trên nóc nhà và đứng dưới ngắm thì gọi là mình mới nhìn thấy mặt bông, đúng không ạ? Đấy, bởi vì nó cắm đất mà. Nếu như chúng ta nhìn ngang thì chúng ta chỉ nhìn được cái gáy của nó thôi. Nhìn được cái gáy, ví dụ như cái bông này anh chị chỉ nhìn thấy cái này thôi. Đấy, có nghĩa là tay nó rủ ấy. Tay nó rủ như này thì nó xấu. Xấu hơn thì mình nhìn ngang cái này thì không nhìn được. Đúng không ạ? Nhưng còn cái này thì nó tay nó ngang, mình nhìn thì nó có thể là nhìn được. Cái này thì bản chất của nó ra nó như vậy anh chị. Bản chất của nó là như thế. Bông hoa của cây này nó cũng rất là tròn. Anh chị nhìn đây với những cái bông rất là tròn. Rất là tròn. Đây. Những bông hoa rất là tròn và to. Cái size bông của nó phải được từ 3 đến 4 cm. Khoảng 3 cm. 3 cm là chắc chắn anh chị nhé. Bông nó, một bông này nó khoảng 3 cm, còn cái khẩu bông này của nó khoảng tầm độ 8 đến 10 cm. Cũng rất là to. Ví dụ như cái khẩu bông của cái cần này nó ngắn hơn này thì nó sẽ nhỏ hơn là cái khẩu bông của cái bên phải này. Cái nở này, với cái này nó dài hơn. Nó dài hơn thì to hơn anh chị ạ. Đấy, thì đấy là một số những cái cơ bản của cái cây bát đầu tiên này. Thì cái cây bát đầu tiên này thì nó là một cái mà được rất là nhiều người biết đến. Bông hoa rất là tròn. Tiêu chí đánh giá một bông hoa đẹp của tam màu sắc nó chỉ có là tay hoa. Tay hoa như thế này là thăng hoa này. Đấy, khuôn bông tròn. Và đến lúc nở thì nó rất là tròn như này rồi, đúng không ạ? Và lúc mới nở thì nó tròn như này nữa. Cây nào cũng thế thôi, mới nở cực kỳ tròn, nó tròn như đồng xu luôn. Đấy, nhưng khi nở lâu ra tí thì nó vách như này. Đây này. Anh chị nhìn bông trên này nó vách này. Đấy. Nó hơi vách. Nhưng cái bát đầu tiên này nó giữ form bông khá là ok, nó chỉ hơi vách hai cánh dưới thôi. Hai cánh dưới đây. Hai cánh dưới. Còn đâu thì nhìn trực diện vào cái bông hoa thì nó vẫn rất là tròn và rất là đẹp. Thì đấy là một số những cái cơ bản của cái bông bát đầu tiên này. Còn thì cái giống gần giống với cái tên bát bảo tiên ấy thì nó có một cái tên nữa, đó chính là tên cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên thì cái môi hoa của nó khác với cái cây này. Và nó là cái cây mà nở vào dịp mùa thu. Cái đấy nở cùng mùa quế anh chị ạ, nó cũng là màu trắng tím thôi. Nó cũng là màu trắng tím nhưng mà nó là nở vào mùa thu và cái cây đấy nó hương của cây quế. Cây quế quế lan hương á. Đấy. Đấy là cái cây cửu bảo tiên. Cây cửu bảo tiên này thì nguồn gốc ở Thái Lan. Thái Lan và Đài Loan. Đài Loan là trước là như em cách đây những năm 2011 ấy, 2010 2011 ấy thì cái kiểu bảo tiên là được nhập từ Đài Loan về. Nhưng về sau thì Thái nó có rất nhiều. Nhập từ Thái về là chủ yếu bởi vì cây Thái giá thành nó rẻ hơn. Cây Đài Loan này giá nó rất là đắt. Đấy. Còn cái cây bát bảo tiên này thì nó là một cái cây rất là đẹp. Size bông khuôn bông thì nó cũng xêm với cả cái cây kiểu bảo tiên. Nhưng cái cửu bảo tiên thì thứ nhất là nó nở mùa khác, cái thứ hai là cái môi hoa của nó ấy. Cái môi hoa của nó là môi hoa cây quế chứ không phải là môi hoa cây tam màu sắc. Đây là cái lưỡi này, mình hay gọi là cái lưỡi môi hoa. Môi hoa này thì là cái của cây cửu ấy thì nó khum gọn lại, nó khác. Thì anh chị xem thêm trên cái kênh Thiên Đình Ngàn Hoa là anh chị sẽ biết về cái bông cửu bảo tiên đấy. Em cũng giới thiệu rất là chi tiết cái bông cửu bảo tiên. Còn cái cây bát bảo tiên này nó nở khác mùa và nó là cây rừng Việt Nam. Nó là cũng là một trong những cái cây rất là đẹp và rất là đáng để chúng ta sưu tầm. Còn đương nhiên là những cái cây mà nó đẹp như này thì giá thành thì nó cũng tương đối là cao chứ nó cũng không rẻ như là một số những cái cây cây tam sắc bình thường. Thế còn thực ra thì cái gen bản chất của cái cây này nó cũng chỉ là một cái cây tam sắc thôi anh chị ạ. Đây thì em mời anh chị cùng ngắm lại cái cây bát bảo tiên này cả. Sau em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác giới thiệu chi tiết đến mọi người. Đây thực ra thì cây này thì em thấy là nếu như mà nó chỉ có 2 cần thôi thì nó đẹp hơn. Mà nhìn nó thoáng hơn. Cái này 3 cần nó nhìn hơi rối, đúng không? Nếu có 2 cần như thế này không thì anh chị nhìn như thế này thấy nó thoáng và cho nó rộng hơn. Nó có to, đẹp, đúng không ạ? Còn mấy cái rễ đằng sau thì nó cũng không ấy lắm. Nhưng cây như thế này thì được cái là rất là đẹp. Đấy, một trong những cây mà đã có từ rất lâu và rất là đẹp của rừng Việt Nam. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.